giữ trật tự cho người nhà ngủ, chúng ta không dám nói lớn. Vậy đi thì chắc có thể là thông qua sẽ kết thúc cái live sớm, có lời sớm. Trước khi kết thúc thì thông qua xin chia sẻ rõ cái vấn đề này để cho mọi người nắm thêm, là về cái việc hồi nãy mà cái nước bạn dân ba tư á, có đề cập về vấn đề là những người mặc áo xanh vào nhà thờ phát khẩu trang gì đó là bị phản ứng, mình thì để nắm rõ cho mọi người hiểu nó vấn đề nó như thế nào ha. Rồi trước khi thầy quan tắt cái like đây nè mọi người, tức là có thể bạn bạn dân ba tư căn cứ theo cái điều này, đây là một cái nick là Cường Ngọc. Thầy quan đưa mọi người sơ qua cái đây. Đây là hình ảnh các người đoàn viên mặc áo xanh tình hình mùa hè xanh đó vào cổng nhà thờ, dựng lên những cái điểm để phát khẩu trang, thì cái nick Cường Ngọc này nó có một cái ta tốt đó, nó phản ứng thế này mọi người. Thưa quan xin đọc cho mọi người cùng nghe luôn. Tức là cộng sản đã vào trong sân nhà thờ Chúa Cứu Thế Sài Gòn để phát khẩu trang, không biết cha Bích và cha Lâm có biết chưa. Ảnh chụp hôm nay tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi là du xe Phạm Ngọc Cường gì đó, xóm giáo một phản đối việc cộng sản vào nhà thờ để phát khẩu trang, xin người công giáo chia sẻ mạnh và mạnh mẽ và mạnh nhé. Thì ở đây thưa quan xin chia sẻ coi mọi người có đồng ý không nha. Thứ nhất, ai chứng minh được cái nick Ngọc Cường này nè nha, cái nick Ngọc Cường này là người công giáo đúng không? Và cái thứ hai, ai chứng minh được cái nick Ngọc Cường này là người ở trong nước đúng không ạ? Bởi vì trong đây có một câu hắn tự nhận hắn là một cái tên thánh gì đó theo đạo công giáo, và hắn kêu lên cái lời lẽ gọi là phản đối và kích bác là những cái người, những bạn trẻ vào cổng nhà thờ để phát khẩu trang, đúng không ạ? Đó thì hai vấn đề về cái nick Cường Ngọc. Còn cái thứ hai thì thưa quan xin nói như thế này, có mọi người có đồng ý không ha? Nếu giáo xứ và giáo dân đang hành lễ ở trong cái nhà thờ này nhé, họ có tư tưởng phản đối và chống lại, thì liệu những bạn trẻ này có đặt được cái bàn và những cái pano để đứng đây phát khẩu trang hay không, đúng không mọi người? Rõ ràng chưa? Bởi vì chúng ta hiểu cái hình ảnh và cái ta tốt này là thế nào. Một người nào đó chụp lại đúng không, một người nào đó chụp lại và dựa theo cái hình ảnh này để đăng cái ta tốt đi rêu rao kích động chia rẽ tôn giáo đúng không? Như thượng quan nói, nếu nếu mà cái giáo xứ này họ không mang cái tính gọi là bài trừ về cái áo xanh áo đỏ gì đó, áo xanh áo đỏ gì đó, thì liệu đúng không, thì liệu những bạn trẻ này có đặt được ở đây không? Rõ ràng đúng không ạ? Cái này thượng quan không binh vực nha, thượng quan nói rất là thực tế, thượng quan nói ví dụ đi, những bạn trẻ này mà mang vào mặc áo xanh mang vào đặt ở đây đi, thì những giáo dân nếu mà họ không đồng thuận thì họ đuổi ra ngay, và họ đuổi ra thì chính quyền cũng không can thiệp nữa, đó là sự thật đúng không mọi người? Cho nên mình không biết nha, mình không biết có phải là bạn dân ba tư căn cứ theo cái điều này hay không thì mình chưa biết, nhưng nếu những ai căn cứ theo cái điều này á, và cho rằng là người bên đạo Thiên Chúa họ thế này thế nọ đó, thì nên suy nghĩ lại, đúng không? Như thầy Quang nói, các thế lực thù địch nó lợi dụng triệt để về vấn đề tôn giáo, chống phá bằng mọi cách đó, mình chỉ nói vậy thôi.
Thì đó, thì cơ quan cũng rất rõ ràng, cũng xin nhắc lại luôn. Không biết là phải bạn hồi nãy bạn đích danh bà Tư á, có phải là căn cứ theo cái điều này mà nêu lên hay không? Tại vì mình thấy nãy bạn comment có câu rất trùng hợp, nói là mấy bạn áo xanh gì đó. Thì đây nè, thì đây là áo xanh là đi vào phát khẩu trang nè nha. Thì nếu mà đúng như vậy thì bạn cũng nên xem lại, chúng ta phải hiểu rõ chứ đừng có bị mắc mưu hay là dính bẫy của ai mà dắt mình đi. Thì đó đúng rồi Trung, hiểu không? Tức là rõ ràng không? Bây giờ mình nói về nè, ví dụ ha, ví dụ như mình đi chụp được cái ảnh này, mình đăng lên Facebook, mình vinh danh, đúng không? Mình vinh danh được không? Mình vinh danh những bạn này là đã có những hành động thiết thực trong những mùa dịch ở gì đó để chung tay với bà con giáo xứ là ngăn ngừa Covid, thì những thành phần chống phá nó sẽ tải cái ảnh này về, nó lại đăng, nhưng mà nó lại lồng ghép vào cái nội dung khác, được không? Được, đúng không ạ? Cái chuyện mà chúng ta lên Facebook chúng ta thấy hình ảnh nào là chúng ta ưng ý hay chúng ta có cảm thấy sử dụng được cái gì đó, chúng ta tải về vô tư mà, có ai cấm đâu, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là cái ý truyền đạt trong tấm ảnh đó là gì, là gì đó. Cho nên cơ quan xin nhắc lại, nếu mọi người gặp một trường hợp như thế này, đúng không, thì chúng ta phải bình tĩnh nha. Thứ nhất là chúng ta phải xác định được nick đó là ai, và hiện tại họ đang ở đâu, đúng không ạ? Bởi vì làm gì, tại sao là mình muốn tìm hiểu như vậy? Mình tìm hiểu được như vậy thì mình sẽ biết được ít nhiều, thì chúng ta sẽ biết được mục đích của cái nick đó, cái cá nhân đó, họ đang muốn cái gì, họ đang muốn truyền tải cái gì, đúng chưa? Thậm chí nè, bây giờ thầy quan nói về luôn nè, cho nó dễ nè, cho nó một cách công tâm, đúng không? Tức là chúng ta sẽ có thêm nhiều góc nhìn. Thậm chí nha, thầy quan cho rằng ví dụ đi, cái nick này là người ở đó luôn, và anh ta chụp được luôn, anh ta đi lại, anh ta chụp được, anh ta đưa lên luôn, thì đó cũng chỉ là gì, một trong những cá nhân có tư tưởng không tốt, bất mãn, có ý đồ muốn dùng câu chuyện đó kích động. Cũng đâu nói lên được điều gì, mình cũng đâu thể nói là bên Thiên Chúa giáo như vậy, bên Công giáo như vậy, đúng không mọi người? Đó, tức là thư quan đưa ra cho mọi người thêm nhiều, rất là nhiều góc nhìn luôn, đa chiều luôn, để chúng ta đưa ra một cái nhìn nhận, cái nhận định nó phù hợp. Mọi người nên nhớ như thế này, cái quan trọng nhất, luật tự do tín ngưỡng tôn giáo được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận, và một khi những gì đã thuộc luật pháp công nhận, có nghĩa rằng luật pháp có trách nhiệm bảo vệ, đúng vậy. Cho nên, đúng không? Cho nên chúng ta phải bình tĩnh, đừng vướng vào câu chuyện đi ngược lại những vấn đề đó thì nó không hay lắm. Bất cứ vấn đề, chủ đề nào nó càng nhạy cảm thì chúng ta phải càng rõ ràng. Phải càng rõ ràng. Giống như hồi nãy bạn Trung có chia sẻ của mọi người, đúng không? Góc nhìn thơ quan cũng vậy. Đổi cái văn bản thôi, hay cái công văn nha, công văn của những cái cơ quan chính quyền, ví dụ họ ban hành xuống, đọc công văn là một chuyện, đọc được công văn là một chuyện, hiểu được nội dung, đúng không, hiểu được nội dung và tinh thần của cái công văn đó là gì thì lại là một chuyện khác.
Và đặc biệt nó liên quan tới những cái vấn đề đó, liên quan tới những công văn hay là gọi là tính pháp lý cao ấy. Mọi người nên nhớ thế này, chỉ cần dẫn chứng lại, viện dẫn lại sai một câu, một chữ hay một từ vậy thôi là hầu như nó thay đổi được một vài ý nghĩa trong cái điều cho nên chốt lại cái câu chuyện với cái chủ đề hôm nay thì chỉ mong mọi người là sau này tiếp thu những cái vấn đề đó thì phải bình tĩnh, phải cực kỳ bình tĩnh, cứ nhớ đúng chưa. Thí dụ những báo họ cứ bảo là cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thế này thế nọ à, hay là cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo này kia nọ, vậy cái thông báo đó đâu, sao họ không đính kèm theo, đúng không? Thí dụ như cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh họ đưa ra quyết định gì đó, nhà báo họ đưa tin đúng không, thì nhà báo có thẩm quyền xin trích lục cái đường link đó mà, nếu không xin được thì cũng phải có cái gì đó là giúp 10 người đọc người xem, dẫn người xem tới cái đường link đó để họ có cái nhìn nó khách quan hơn, đúng chưa? Chúng ta nhớ lại đi, tức là mấy bữa trước thì cứ rầm 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 báo nào cũng chạy hết, chạy sầm hết, nhưng mà không có báo nào đính kèm theo cái văn bản thông báo là chính thức từ cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, à hôm nay cơ quan công an gì đó vân 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 ra quyết định và số mấy trên trên gì đó quyết định tới đây cá nhân anh gì đó là đã không đủ này không đủ kia, hay là đại khái như vậy đúng không mọi người. Ông nào ông đấy cũng cũng lên đưa cái tin là theo cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh theo thế này theo theo mà không hôm nào trích dẫn được ra cái cơ sở vững chắc nhất, khổ. Cho nên bữa mọi người thấy không, thời qua có đi mấy status trên trên trang cá nhân đúng không, cái quan trọng nhất là cái công văn không thấy, và kể cả trên mấy bữa live lần trước cũng vậy, thời quan cũng lưu ý sơ sơ cho mọi người thấy à, vậy ha mọi người ha. Thì đó, thì hôm nay chúng ta làm ngắn gọn vậy thôi, tiếc quá. Đúng ra thứ bảy cũng muốn chơi thoải mái với mọi người, và vì cái điều kiện cái địa điểm nó không không ổn định lắm, thì xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi live lần sau ạ. Xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha, bye bye, hẹn gặp mọi người vào lần sau ạ.